Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lotto Z, mình là Duy View. Có lẽ tại thời điểm hiện tại là khoảng gần qua năm 2020 và đầu năm 2021 rồi, thì laptop của CPU Ryzen đang rất là thịnh hành tại thị trường hiện tại, làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay. Nhưng mà nói thật là doanh số của những laptop gaming sử dụng CPU Intel thì vẫn đang bán rất chạy, và có rất nhiều người họ chỉ quan tâm là một chiếc laptop gaming sử dụng CPU Intel, thế là họ đã rất là hài lòng rồi. Và tại thời điểm hiện tại này, ở những chiếc laptop gaming từ 15 đến 20 triệu CPU Intel đang bán vẫn rất là chạy. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em 4 mẫu laptop gaming sử dụng CPU Intel trong mức giá từ 15 đến 20 triệu bán chạy nhất tại thời điểm hiện tại đầu năm 2021 và cuối năm 2020. Thì hãy cùng mình tìm hiểu 4 mẫu máy này nó làm gì trong video ngày hôm nay nhé. Đó là chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2019, Acer Nitro 5 phiên bản 2020, chiếc TOF F15 và chiếc IdeaPad Gaming 3. Và 4 mẫu máy đó anh em hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì cũng hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu chiếc máy đầu tiên, Acer Nitro 5 phiên bản 2019 nhé. Có lẽ là sự ra mắt của chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2020 này, thế nên mình nghĩ chiếc Acer Nitro 5 2019 lại đang là một sự lựa chọn mà nhiều anh em quan tâm hơn bao giờ hết. Mức giá của sản phẩm này với cấu hình là Core i5-1650 8GB là khoảng 17.890.000 cho một sản phẩm new full box 100%. Thế nên là chiếc Acer Nitro 5 2019 này vẫn đang là một sự lựa chọn rất tốt cho anh em nào cần một chiếc máy có cấu hình tốt để chơi game, hay là chúng ta muốn khả năng cấp cấp dài trong một thời gian dài để anh em sử dụng. Và đặc biệt là nhiệt độ của máy trong quá trình hoạt động thì mình thấy là tương đối là mát mẻ. Ngoài ra thì có một điểm trừ trong hiệu năng cấu hình của chiếc máy này có lẽ là cái vấn đề tản nhiệt. Khi mà tản nhiệt của chiếc máy thì theo mình tương đối là ok đấy, nhưng mà tiếng quạt của máy sẽ hơi ồn trong quá trình mình sử dụng. Ngoài ra thì khả năng nâng cấp của máy trong cái tại thời điểm mà Acer Nitro 5 2019 ra mắt nha, vẫn đang là vô địch. Khi mà chúng ta có hai khe M2 NVMe, hai khe RAM và một khe 2.5. Theo mình đánh giá đây là một khả năng nâng cấp cực kỳ là tuyệt vời cho một chiếc laptop gaming của năm 2019. Ngoài ra với những em nào quan tâm về hiệu năng của cấu hình của chiếc máy này thì i5 thế hệ 9 và cùng cả đồ họa là 1650 ấy, thì mình thấy là vẫn chơi game Cinepark ổn ở mức mượt 60fps, thì mình nghĩ là cái mức setting 2 vẫn là vô tư với cả tựa game game Cinepark này. Ngoài ra thì với những em nào mà quan tâm đến thiết kế của chiếc Acer Nitro 5 2019 thì bên cạnh mình đây là cái phiên bản là mặt lưng phanh sức dọc. Có nhiều phiên bản là mặt lưng hình họa tiết lục giác, họa tiết hình tam giác, thì mình nghĩ là có hai kiểu mặt lưng đấy thì sẽ tùy vào cái sở thích của anh em. Cùng với đó là phiên bản 2019 thì Acer cũng đã trang bị chúng ta là viền màn hình mỏng ở hai cạnh. Theo mình nghĩ đây là một điểm khá là ăn tiền của chiếc máy này, sẽ giúp cho chiếc máy có cái trọng lượng nhẹ hơn. Và đúng thật là chiếc máy này có trọng lượng vào khoảng 2,19 kg. Và năm nay thì Acer Nitro, xin lỗi bạn, là năm trước là Acer Nitro 5 họ vẫn làm từ nhựa thôi. Thế nên là độ chắc chắn mình sẽ đánh giá khoảng 7 điểm cho chiếc Acer Nitro 5 này. Tại vì mà thực sự mà nói ấy, là cái độ chắc chắn của khung máy thì vẫn chưa làm mình thực sự hài lòng cho lắm. Nhưng mà thôi, đó cũng là một điểm trừ nho nhỏ cho chiếc máy này. Ngoài ra thì màn hình chiếc máy này là 60Hz, độ phủ màu là 64% sRGB. Nói chung không phải màn hình quá xuất sắc trong tầm tiền, nhưng mà vẫn đủ để cho anh em sử dụng. Tại vì là tấm nền IPS, độ phân giải Full HD thì vẫn tương đối là đủ cho anh em là chơi game. Ở dưới thì chúng ta có một chiếc bàn phím hành trình gõ rất là sâu này, cùng đó là touchpad của máy, thì theo mình đánh giá mức đủ dùng thôi, không phải quá là xuất sắc. Chiếc máy này có thời lượng pin vào khoảng 2 giờ 30 phút, và theo mình nghĩ đây là một thời lượng pin gọi là trung bình của một chiếc laptop gaming tại thời điểm năm 2020 này. Còn tại thời điểm nó ra mắt ấy, thì mình nghĩ là tương đối ổn. Đó là chiếc Acer Nitro 5 2019. Có lẽ tại thời điểm tại cái lý do mà chúng ta nên mua một chiếc máy này theo mình nghĩ là mức giá. Tại vì mức giá chiếc máy này cực kỳ hấp dẫn anh em ạ, 17.890.000 cùng với cấu hình là Core i5 và 1650. Nhưng nếu anh em mà quan tâm một chiếc Acer Nitro 5 nhưng mà chúng ta có một khoản hầu bao dạng dư hơn một chút ấy, thì chúng ta có thể tham khảo một mẫu nữa là Acer Nitro 5 phiên bản 2020. Đến với chiếc laptop thứ hai chúng ta là chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2020. Thì so với phiên bản 2019 thì cái điểm mà có lẽ là khác biệt duy nhất là chúng ta có thêm các tùy chọn về CPU và cả đồ họa. Khi mà CPU chúng ta sẽ có i5 và i7 thế hệ thứ 10, cùng đó là card đồ họa GTX 1650, 1650 Ti hoặc là 2060. Theo mình thấy là có nhiều tùy chọn như vậy thì cũng khá là ổn. Ngoài ra thì mức giá chiếc máy này cho hàng new là khoảng 18.890.000 cho cấu hình mình vừa nêu trên. Thế nên là sẽ đắt hơn 1 triệu so với chiếc Acer Nitro 5. Nhưng mà đắt hơn 1 triệu so với Acer Nitro 5 thì chúng ta có gì? Ở phiên bản năm nay thì phiên bản Acer Nitro 5 2020 này, cái khe gió tản nhiệt họ đã làm tách ra, thế nên là nhiệt độ máy trong quá trình chơi game thì mình tương đối là hài lòng.
Ngoài ra thì hiệu năng của máy thì vẫn tương đương với chiếc Acer Ninja 5 2019. Mình không có đánh giá quá khác biệt gì nhiều giữa hiệu năng của hai chiếc máy này cả, tại vì 1650 hay 1650Ti thì cũng không chênh lệch nhau quá là nhiều. Có một điểm trừ mà có vẻ phiên bản năm trước và năm nay thì tiếp tục Acer Ninja 5 2020 vẫn chưa làm tốt, đó chính là về tiếng quạt. Nếu anh em muốn có một nhiệt độ tốt nhất có thể thì chúng ta phải bật cái chế độ Cool Boost của chiếc máy này, mắc tiếng quạt lên. Thế nên là tiếng quạt trong quá trình chơi ấy, thì mình nghĩ là nó hơi ồn. Bù lại thì chúng ta vẫn có một khả năng nâng cấp thì cực kỳ tuyệt vời cho tầm tiền. Ngoài ra thì năm nay Acer Ninja 5 2020 thì họ đã bổ sung thêm hai khe gió tản nhiệt nữa. Thế nên mình nghĩ là một vài sự nâng cấp về tản nhiệt và về hiệu năng một chút chút như vậy ấy, thì mình nghĩ là vẫn khá là xứng đáng với cả 1 triệu bỏ ra chênh lệch với cả chiếc Acer Ninja 5 2019 này. Ở phiên bản năm nay ấy, thì mình thấy là thời lượng pin của máy thực sự là cũng không có quá nhiều cải thiện so với phiên bản 2019 cả. Mặc dù pin của một laptop gaming ấy, thì mình nghĩ là không phải điểm quá là quan trọng, nhưng mà mình nghĩ là rất nhiều anh em vẫn sẽ quan tâm, tại vì ở trên comment kênh YouTube Laptop AZ ấy, thì cũng cực kỳ nhiều các bạn quan tâm là thời lượng pin của chiếc máy này ra sao. Thì thời lượng pin chiếc máy là khoảng 2 giờ 45 phút cho đến 3 tiếng đồng hồ là mình sử dụng ở mức cơ bản thì đủ để chấp nhận được với một chiếc laptop gaming. Ngoài ra thì thiết kế năm nay thì Acer Ninja 5 họ có một chút sự thay đổi so với phiên bản năm trước, khi mặt lưng năm nay ấy, họ đã làm theo kiểu là có hai cái đường gọc ở đây. Nói chung là nhìn nó tương đương với cả chiếc Helios 2019 hoặc là 2020. Một điểm cộng khá là lớn cho thiết kế của năm nay. Ngoài ra thì chúng ta bên trong cũng có một chiếc máy có viền màn hình mỏng. Thì viền màn hình mỏng của phiên bản năm nay thì cũng chả khác biệt gì so với phiên bản năm trước cả. Ở phần dưới cũng tương tự như vậy. Thế nên là cân nặng chiếc máy này là khoảng 2,1 kg, tương đương với chiếc Helios, à nhầm, xin lỗi bạn, là Acer Ninja 5 2019. Thế nên là về cái vẻ ngoài chiếc máy này thì hoàn toàn giống hệt với 2019, nên là mình cũng sẽ không đi sâu quá nhiều. Vẫn làm từ nhựa, độ chắc chắn thì mình vẫn đánh giá ở mức 7 trên 10 điểm. Cùng với đó là anh em nào quan tâm bàn phím và touchpad thì cũng y hệt so với 2019 luôn. Hành trình sâu, võ tốt, touchpad thì ở mức trung bình, cơ bản, không quá là xuất sắc. Ok, nói chung là với chiếc Acer Ninja 5 2019 này, vì mới mới chịu 1 triệu chênh lệch nhá, thì mình thấy là tương đối là đủ để cho anh em nào quan tâm là một chiếc máy có hiệu năng tản nhiệt tốt hơn, hay là nhiều tùy chọn cấu hình hơn, thì mình nghĩ là Acer Ninja 5 phiên bản 2020 này vẫn sẽ là một sự lựa chọn mà anh em đáng để cân nhắc trong tại thời điểm hiện tại. Đến với sản phẩm thứ 3 là một chiếc Asus FX506. Có lẽ anh em đã quá quen mặt với trẻ chiếc TUF A15, chiếc FA506 rồi, thì chúng ta có một chiếc FX506. Khác biệt so với FA506 là chúng ta có tùy chọn màn hình là 60Hz, cùng với đó là sử dụng Intel thay vì là AMD như phiên bản là FA506. Thì chiếc FX506 này theo mình đánh giá là một chiếc máy có hệ thống tản nhiệt tương đối là ổn, và mức giá thì mình nghĩ là tương đối dễ chịu, 19.890.000 cho CPU i5 1650Ti và màn hình 60Hz. Và hiệu năng của chiếc máy này thì cũng tương tự với cả những chiếc laptop mình vừa giới thiệu thôi. 1650Ti thì cũng cho hiệu năng gần như tương đương với cả 1650. Hiệu năng chiếc máy này vẫn đủ để cho anh em chơi game eSports. Anh em chơi game nặng thì chúng ta phải hạ setting xuống. Nhiệt độ máy trong quá trình hoạt động ở chế độ turbo ấy thì mình nghĩ là tương đối là ổn thôi, còn chưa phải là xuất sắc nhất trong tầm tiền. Và cũng như chiếc Acer Ninja 5 thì tiếng quạt của chiếc máy này sẽ là một điểm trừ hơi nho nhỏ. Tiếng quạt của chiếc máy này sẽ hơi to một chút để giúp cho máy có thể đạt được hiệu năng cao nhất có thể. Ngoài ra thì chiếc Asus F15 này, chúng ta có một chiếc máy với thời lượng pin vào khoảng là 3 tiếng 15 phút. Thì mình đánh giá đây là một trong những chiếc máy có thời lượng pin tương đối tốt với cả một chiếc laptop gaming trong phân khúc dưới 20 triệu. Khả năng nâng cấp của máy thì năm nay họ cũng đã nâng cấp hơn so với cả phiên bản FX505, khi mà chúng ta có hai khe M2 NVMe, hai khe RAM và một khe 2.5. Thế nên là trong khả năng nâng cấp của chiếc máy này thì mình đánh giá là cũng tương đương so với cả những chiếc Acer Ninja 5 trước đây. Một điểm cộng tương đối lớn trong khả năng nâng cấp. Về thiết kế của chiếc F15 này ấy, thì mình nghĩ là chúng ta có hai phiên bản mặt lưng. Phiên bản đây mình đang có là phiên bản Bonfire Black mặt lưng bằng nhựa với vân carbon và vân phai xước. Một phiên bản nữa, phiên bản bán chính hãng ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có mặt lưng kim loại như là chiếc A15. Nói chung là mình thích cái mặt lưng màu đen này hơn, nhìn nó ăn nhập và nhìn nó mạnh mẽ hơn so với phiên bản trước đây. Ở bên trong thì chúng ta vẫn có một chiếc máy với viền màn hình mỏng. Và hầu hết máy thì vẫn được làm từ nhựa thôi. Và điểm trừ trong chiếc máy này, cái vấn đề làm từ nhựa ấy, sẽ là cái bề mặt họ làm chưa được cao cấp cho lắm. Bù lại thì chắc chắn thì trong cái độ điểm chắc chắn này mình sẽ chấm cho khoảng 8 trên 10 điểm so với các chiếc máy mà mình vừa review trước đây. Nói chung là trong tập tiền thì mình nghĩ độ chắc chắn chiếc máy này tương đối là tốt. Thêm một điểm nữa là màn hình của chiếc máy này là màn hình 60Hz, độ phủ màu là 64% sRGB. Độ sáng mình đo được khoảng là 270 nit. Theo mình đánh giá đây là một màn hình đủ để cho anh em chơi game. Còn với những anh em nào kỹ tính về màu sắc mà anh em muốn mua chiếc máy về làm thiết kế ấy, thì chúng ta sẽ đủ cho mức học thôi. Còn chúng ta mà muốn làm việc trong một thời gian dài nữa ấy, thì mình nghĩ là chúng ta phải cắm thêm một màn hình rời nữa thì chắc chắn là sẽ ổn hơn. Ở dưới thì chúng ta có một chiếc máy với bàn phím RGB. Ở đây là RGB một vùng. Anh em hoàn toàn có hành trình phím hay là những cái phản hồi phím thì tương đương so với chiếc Acer Ninja 5.
Nhưng mà mình không thích cái layout phím điều hướng lắm tại vì nó làm hơi bé. Touchpad của máy thì bề mặt nhựa mịn và sờ thì vẫn hơi rít. Được cái là hai nút bấm thì tương đối là êm. Nói chung là chiếc ThinkPad M15 này thì mình đánh giá là đây là một chiếc máy mới tại thời điểm 2020 này. Chúng ta có một thiết kế nhìn ăn nhập so với cả chiếc A15 hơn. Ngoài ra thì chiếc máy này có hiệu năng và tản nhiệt theo mình đánh giá là tốt trong cái tầm tiền mà chiếc máy này có thể mang lại. Thế nên là bây giờ mình sẽ chuyển sang một mẫu máy nữa, một đại diện đến từ Lenovo là chiếc IdeaPad Gaming 3 nhé. Và đến với mẫu máy cuối cùng ngày hôm nay là chiếc IdeaPad Gaming 3. Thì điểm qua cấu hình chiếc máy này chúng ta có Core i5 10300H, card đồ họa GTX 1650, màn hình 120Hz và tất cả những trang bị này gói gọn cho mức giá là khoảng 18.890.000. Thì mình nghĩ đây là một chiếc máy có cấu hình tương đối là mượt mà trong tầm tiền. Những chiếc máy trước đây mà mình vừa giới thiệu cho anh em ấy thì hay có màn hình 60Hz thôi. Anh em muốn trang bị màn hình tần số quét cao hơn thì chúng ta sẽ bỏ mức tiền cao hơn một chút. Trong khi chiếc máy này có màn hình 120Hz luôn, mức giá lại dưới 20 triệu rồi. Đây là một trang bị cực kỳ xứng đáng cho tầm tiền, nhưng mà chúng ta phải điểm qua một chút về hiệu năng trước. Chúng ta có một chiếc máy với card đồ họa 1650 này, có i5 này. Thế nên hiệu năng cũng tương đương so với những chiếc máy trước đây. Nhưng có một điểm trừ trong chiếc IdeaPad Gaming 3 này có lẽ là vấn đề nhiệt độ. Card đồ họa ở mức khoảng là 80 độ, còn CPU khi mà mình để chế độ performance ấy, nó lên khoảng 80 đến 100 độ C. Thế mình thấy là cái nhiệt độ của chiếc máy này trong quá trình mình chơi game ấy, thì nó vẫn chưa có xuất sắc. Cùng với đó là cái thuật hệ thống tản nhiệt chiếc máy này thì họ lại làm hơi tù để giúp cho máy có được thiết kế nhìn nó thanh thoát, nhìn nó hiện đại nhất. Khi mà chúng ta có tản nhiệt cụm xong rồi thổi thẳng ở bản lề. Và có lẽ điểm trừ duy nhất của phiên bản năm nay chiếc IdeaPad Gaming 3 này là vấn đề tản nhiệt. Nếu anh em muốn chơi game mà nhiệt độ mát mẻ hơn thì chúng ta có để chế độ cool thì sẽ mát mẻ hơn. Ok, đó là vấn đề về hiệu năng và tản nhiệt của máy. Còn về cái khả năng nâng cấp ấy thì mình nghĩ là khả năng nâng cấp chiếc máy này sẽ được cải thiện hơn so với phiên bản IdeaPad L340 trước đây. Chúng ta có hai khe M2 NVMe, hai khe RAM và một khe 2.5. Nói chung là bốn mẫu máy laptop mình vừa giới thiệu anh em là máy nào cũng có hai khe M2 NVMe hết, thế nên là không phải lăn tăn suy nghĩ gì nhiều. Cùng với đó là chiếc máy này có thời lượng pin thì mình đánh giá là tốt nhất trong cả ba mẫu máy mình vừa giới thiệu cho anh em ở trên. Là chiếc máy này có thời lượng pin vào khoảng 3.5 đến 4 tiếng, mình nghĩ là tương đối là ngon với một chiếc laptop. Cùng với đó là chiếc IdeaPad Gaming 3 này, phiên bản năm nay họ đã thay đổi tương đối là nhiều so với thiết kế năm trước. Chúng ta có một thiết kế góc cạnh hơn này, nhìn nó khỏe khoắn, thanh thoát hơn. Cùng với đó là bên trong chúng ta có một chiếc máy với viền màn hình mỏng. Đấy, nghe sexy và quyến rũ không? Cùng với đó là ở dưới chúng ta có một bàn phím được bê nguyên từ dòng Lenovo Legend của hãng. Thế nên là hành trình phím này gõ tốt, không có điểm gì để chê cả. Touchpad của máy thì cũng gọi là tốt nhất so với cả ba chiếc máy mình vừa giới thiệu cho anh em ở trên. Cùng với đó là bên trên chúng ta có một chiếc máy màn hình 120Hz. Và đây cũng sẽ là điểm thu hút anh em nhiều nhất, khi mà đây là chiếc máy duy nhất trong tầm tiền dưới 20 triệu mà mình vừa giới thiệu cho anh em ở trên có màn hình 120Hz, cực kỳ là ngon và ấn tượng. Và chiếc IdeaPad Gaming 3 này thì năm nay Lenovo vẫn cho chúng ta một chiếc máy làm full từ nhựa. Nhưng cái độ chắc chắn của chiếc máy này thì mình đánh giá rất là tốt. Khung máy có thể đạt được khoảng là 9 trên 10 điểm cho cái độ chắc chắn. Nhưng mà bản lề năm nay thì họ vẫn cần phải cải thiện hơn một chút nữa để giúp cho máy có được cái độ chắc chắn gọi như là tuyệt đối. Ok, đó là chiếc IdeaPad Gaming 3. Đó cũng là mẫu máy cuối cùng của ngày hôm nay. Tổng kết lại, nếu anh em nào mà muốn có một chiếc máy có được hiệu năng tốt nhất trong tầm tiền, một chiếc máy mà ăn sổi về cấu hình, thì chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2019 này là một sự lựa chọn gần như là best choice trong cái tầm tiền là 17.890.000 cho hàng new 100% anh em nhé. Nhưng mà nếu anh em nào mà muốn có một chiếc máy có được hệ thống cảm nhiệt được cải thiện tốt hơn so với phiên bản năm trước là phiên bản 2019 thì chắc chắn là chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2020 này là một sự lựa chọn vô cùng đáng để cân nhắc. Trong cái thời điểm tại thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là Acer Nitro 5 2020 này vẫn là một sự lựa chọn mà nhiều anh em sẽ quan tâm. Ngoài ra thì nếu anh em nào muốn quan tâm đến một chiếc máy có độ cứng cáp tốt hơn, một chiếc máy có thiết kế nhìn độc lạ hơn hay là một chiếc máy có độ chắc chắn là cao hơn nữa thì chúng ta có thể tham khảo chiếc TOF F15 này. Là một trong những chiếc máy năm nay đã thay đổi rất nhiều về thiết kế này, hệ thống tản nhiệt này và về cấu hình. Cuối cùng là chiếc IdeaPad Gaming 3. Một trong những chiếc máy mà mình rất là tâm đắc và có lẽ nếu mà mình có thể lựa chọn trong 4 chiếc máy này, mình sẽ lựa chọn chiếc IdeaPad Gaming 3 này. Vì có màn hình tần số quét cao, bàn phím gõ sướng, cùng với đó là một chiếc máy có được cái trang bị màn hình tần số quét cao thì vẫn là một cái lợi thế của chiếc máy này. Và đặc biệt là mức giá của chiếc máy này chỉ khoảng 18 đến 19 triệu thôi. Thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một sự lựa chọn rất đáng để anh em cân nhắc và đó cũng sẽ là một sự lựa chọn của mình. Vậy thì anh em nghĩ sao về 4 chiếc máy này?
Nếu anh em đang muốn tham khảo về 4 chiếc laptop gaming đang bán chạy nhất tại thời điểm hiện tại sử dụng CPU Intel trong tầm tiền 15 đến 20 triệu thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Anh em sẽ được giảm 300.000 khi mua 4 mẫu máy này tại cửa hàng Laptop AZ. Và đó là tất cả những gì trong video ngày hôm nay. Nếu anh em thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Video này hơi dài một chút. Và nếu anh em đang muốn tham khảo mà muốn xem review những chiếc máy này ấy, thì bọn mình đã review tất cả những chiếc máy này trên channel của Laptop AZ rồi. Thế nên anh em có thể tham khảo ngay dưới phần mô tả video luôn để đỡ mất thời gian xem mình giới thiệu từng mẫu máy một. Vậy thì bây giờ xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ nhé. Tạm biệt. Bye.